Nhã có lên một cái video ha, là ngày hôm nay khoảng chiều mùng 6 là có chương trình tập múa rồng nhen. Thì coi như là năm nay hoành tráng cô chú chị. Đây nè, đây là cổng của hội yến nè, lúc nào cũng đẹp. Ở nhà qua đây cập nhật cho cô chú chị mình xem luôn. Đây, quá đẹp không, khung cảnh tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội ha. Đó, năm nay hoành tráng luôn. Đó, cái cổng nè, đại lễ hội yến Diêu Trì Cung. Ở trong đó thấy mấy chị mấy gì đang làm gì ở trong đó nữa đó. Đó, chút xíu rảnh ha, nhân chạy vô đó ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nha. Ồ, cảnh quanh tòa thánh Tây Ninh vui quá chừng ha, quá vui cô chú anh chị ơi. Đó, cô chú anh chị nghe hình ảnh âm thanh rõ không? Đó, rõ thì bình luận cho nhà biết nha. Đó, không bình luận cho nhà biết. Đó, bên bạn đâu là ta? Phong cảnh xung quanh tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội, nhà cứ chạy xe xung quanh ha, cho bà con mình xem năm nay nó có cái gì ra làm sao. Đó, cô chú anh chị thấy không, khung cảnh xung quanh nè. Đó, rất là vui cô chú anh chị. Đó, khung cảnh xung quanh tòa thánh Tây Ninh năm nay quá vui ha. Tây Ninh vào mùa lễ hội hội yến á, quá vui quá vui. Đây là trước cái chỗ đền thánh ha, trước chỗ đền thánh luôn nè. Cô anh chị thấy không, vẫn còn đang sửa cái này cái kia cái nọ để chuẩn bị cho một kỳ đại lễ, là nó công phu lắm quý anh chị, rất là công phu ha. Quý anh chị nghe âm thanh tiếng của Nhã có rõ không, nó cho Nhã xin ý kiến ha. Hôm nay Nhã thử thiết bị mới, thiết bị thu âm mới, không biết là có rõ hơn hay là không bằng mấy hôm trước. Mấy cô mấy gì đang tất bật chuẩn bị. Đó, quý anh chị thấy không, khung cảnh xung quanh đây ha, khung cảnh xung quanh tòa thánh Tây Ninh vào mùa lễ hội luôn. Đó, đây nè, thành cái tòa thánh lúc nào cũng đẹp ha. Chạy xe ra tới đây luôn, quy thành cho bà con mình xem. Ở đây có xe của khách nè, 70 Tây Ninh, chắc nó huyện khác ha. Hôm nay là ngày thứ của chúng chị ở trong đó có khách ham ăn làm con quả gì, 70 Tây Ninh luôn khách. Đây là chị chụp hình Phật áo nhà Phật ha, mà thích chụp hình ở tòa thánh Tây Ninh. Ở bên chị thấy không, khung cảnh quanh tòa thánh vào những cái ngày này ha, phải nói là rất là vui luôn, rất là vui, được dẫn cô chú anh chị đi chơi lòng vòng ngắm tòa thánh Tây Ninh vào mùa hội yến Diêu Trì Cung. Cái cổng chính môn làm xong rồi quý anh chị, quá đẹp quá vui. Đó, rồi ồ, ngay cái chỗ cái gì Đông Khánh Đài ngày nay cũng rửa hết trơn hết trọi rồi nè, rửa xong hết rồi ha. Ngay góc này nãy mới thấy mấy anh sạch á, đây có chị quét nữa nè. Đó, mình chị thấy không, khung cảnh xung quanh tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội luôn. Đây đang sạch tiếp nè quý anh chị, đang sạch tiếp ha. Ồ, nó có hồi này mới chịu nổi, rồi đó mới chịu nổi, đã gieo máy cài sạch tiếp. Đó, khung cảnh tòa thánh Tây Ninh đó, năm nay như thế nào ra làm sao ha. Rồi mình chạy lại cái chỗ trước cổng hội yến đây cho bà con mình xem. Đó,
tiếng. Năm nay như thế nào, ra làm sao? Đó, cô chú anh chị thấy không? Hồi nãy giờ hình ảnh âm thanh rõ không quý anh chị? Hình ảnh âm thanh như thế nào? Có rõ hay là không? Khung cảnh nè, chạy lòng vòng quanh tòa thánh Tây Ninh Hội Yến ha. Đó, ngay góc ở đây. Đây. Bạn đâu rồi? Khung cảnh này cô chú anh chị. Vô luôn luôn quý anh chị. Ghi hình cho cả nhà mình xem ha. Xe vô luôn. Đấy, đúng. Bây giờ tới đây luôn ha. Ghi hình cho cả nhà mình xem. Hình ảnh âm thanh có rõ hay không? Đó. Là nhà lái xe cái ha quý anh chị. Khung cảnh Tây Ninh mùa lễ hội ha. Đó. Để coi rõ không quý anh chị. Đây âm thanh nãy giờ như thế nào, làm sao ha. Ồ, để nhà đầu phải trang vô cái. Nãy giờ rõ không quý anh chị? Rồi nó tắt hả? Alo. Đó. Này nó hơi bị tắt ha. Trong đó làm gì vậy? Đó, nhớ mời quý anh chị ha. Đi vào trong. Xem coi có cái gì mới hay. Nhớ quay tiếp cho quý anh chị mình xem nha. Đó. Đó. Đông dữ hả? Đông dữ hả? Like luôn. Mấy trăm à? Like luôn. Xỉn rồi. Trời ơi, thời buổi công nghệ. Chơi tới đốc luôn. À, mấy chị đang coi như là quét dọn là cái này cái cửa nha, cái cửa đó quý anh chị. Đó, quá đã đời ha. Ngày hôm nay là ở trong báo Ân Từ làm lớn luôn. Đó quý anh chị thấy không, khung cảnh xung quanh đây. Đó, đây đó, trực tiếp. Đó quý anh chị, nãy giờ nghe âm thanh sao nó có lúc nó hơi trục trặc ha. Đó, tại nhà thử thiết bị mới. Alo. Đó. vui. Này chị đang làm rồi quý anh chị. Đó, cửa bắt đầu. Đó. Quá vui ha, khung cảnh tòa thánh Tây Ninh ở góc này nữa nè. Đó. Làm rất là khẩn trương luôn ha. Đó, quý anh chị thấy không? Đây, mấy cô mấy giày đang làm. Đó, quá đông luôn, đông vui Tây Ninh mùa lễ hội Hội Yến Du Kỳ Cung 2023 ha. Đó, quý chị thấy không, quá vui. Bên đây cửa nữa nè. Đó, vui lắm quý chị. Hello. Ở trong đây là tiếp nữa nè. Ôi, ôi quá chừng đông luôn. Vô quá đông vui luôn. Tây Ninh mùa lễ hội.
Hello. Hello. Dạ. Dạ. Chị này đang làm nè quý anh chị. À, bởi vì để có một cái kỳ hội yến thành công á là công sức của phải nói là vài ngàn người ha. Vài ngàn người quý anh chị. Rất là đông luôn ha. Vui quá. Quá vui, quá vui. Tây Ninh mùa lễ hội. Đó, rồi đi tiếp quý anh chị. Đi dài dài vô trong ha. Đi hình cảnh nhà mình xem luôn. Đó, khung cảnh luôn nè. Cảnh. Khung cảnh ở Tây Ninh. Đó, quá đồng, quá vui. Đó, quý anh chị thấy không? Khung cảnh ha. Dài dài trong luôn. Đó. Những cái hình ảnh hết sức là thân thương. Đó. Anh chị thấy không? Khung cảnh là trà, rửa, các kiểu luôn. Bàn. Đó, cái này là cái bàn. Đó. À, cái này là phục vụ cho hội yến đó quý anh chị. Có lẽ mấy cái bàn này là nằm ở phía trong ha. Ở phía trong của Báo Ân Từ. Rồi mấy cô mấy chị đem ra chùi rửa cẩn thận. Đó, làm rất là chỉnh chu luôn ha. Đó, anh chị thấy không? Khung cảnh xung quanh đây nè. Đó. Mấy anh. Đó, người trẻ thì làm chuyện nặng. Đó. Người già thì làm cái chuyện ít hơn. Nhưng mà ai cũng khẩn trương ha. Đó, chùi với nhám. Nhám với đồ. Chùi xong thì sơn phết vô. Đó. Dạ. Cháy huyền luôn, cho cháy luôn. Cái gì này là đang cái này là quét cái gì vật ni hả? À, với vật ni cho nó bóng. Đó, anh chị thấy không? Đó, mỗi người mỗi việc ha. Đó, làm hết sức là vui và khẩn trương. Đó, phía trong là anh chị. Vài bữa nữa rồi. À, bà có gì đặc biệt? Dạ. Dạ 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 dạ. Đó, giờ nữa là có bàn ghế ra ngoài đây ha. Rồi sẽ có nhiều cái gian hàng triển lãm ở đây. Đó, rất là vui luôn. Rồi đi dài dài xuống nè. Dài dài xuống ghi hình cho cả nhà mình xem ha. Đó, khung cảnh xung quanh đây quá khẩn trương luôn. Đó, anh chị thấy vui không? Vui ha. Đó, rồi ở ngoài đây là bàn ghế hả ta? À, bàn ghế luôn kìa. Đó, mấy này đem bàn ghế này nọ tới luôn ha. Ồ, đem bàn vô luôn nè. Đó, đem bàn vô luôn rồi quý anh chị. Đó, bàn vô. Bàn đó chắc là để trái cây này nọ ha. Đó. Đó. Mấy bữa nữa là có bàn ở đây chú. Hả? Bàn mấy gian triển lãm á. Là 13 quá. 13 mới đem ra hả? Dạ. Các họ đạo vậy. À, dạ. Nhưng mà phải trước đó chứ ta. Đem mấy bàn ghế ra trước. Đây trước thì ta vô. Dạ. Sao thì về sao? À dạ 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 dạ. Có nghĩa là phải tốn 14 là xong ha. À, 14 là xong. Tốn 14 là trưng xong luôn á. Ừ. Dạ dạ. Ý con nói là bàn ghế đem ra đây trước á. Trước là bữa mùng mấy? Coi như ngày 18 ngày mai mùng 9 á, mùng 8 á. Sáng mùng 8 mùng 8 kia một mẫu xuống. À dạ dạ. Rồi bây giờ thợ sơn muốn bắt ngày mấy. Dạ, dạ. Con thấy ở trong sửa mộc là họ làm muốn xong rồi đó. Chỉ có đem bàn ra thôi. Chở bàn ra đó. Dạ dạ, chở ra. Mấy bản lề đó. Dạ dạ. Đó. Còn mấy cái bàn này là để trưng trái cây này nọ ở trong Phật mẫu. Dạ. À dạ dạ dạ. Vui ha. Không khí khẩn trương. Dạ dạ đúng rồi chú. Dạ. Hôm nay quay suốt luôn. Quay chưa? Dạ quay cho bà con xa gần mình biết cái lễ của đạo mình. Dạ. Dạ dạ. Mối mà mối ruột mà. À, là bắt đầu đông ha. Dạ dạ từ từ là tới á, đông hơn á. Dạ. Đó coi chú anh chị thấy không? À mà 9 rửa mùa chùi lư. Dạ dạ. Dạ. Đó. Coi chú anh chị thấy không? Khung cảnh ha. Xung quanh đây nè. Nó dài ra sao luôn quý anh chị. Hôm nay nhá xưa xuống ra sao luôn ha. Đó, quý anh chị nghe âm thanh có rõ không? Khung cảnh
năm nay làm coi có vẻ là lớn á, bàn ghế này nọ nè, rồi tuốt ở sau luôn, quá đông vui nè quý anh chị, đó, lau chùi ha, chùi rửa, đó, ra đây cờ đạo nữa nè, đó, quá đẹp luôn, không khí xung quanh, đó, báo ân từ, tòa thánh Tây Ninh ha, đó, rồi, giờ nhà sẽ đi dài dài, đó, vô cái lối này ha, đó, qua kia cái đi, qua kia cái đi, đó, đó qua kia cái ha. Không khí ở tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội ở Yến Dương Kỳ Cung đó các chú bác, đó quá vui ha. Bên đây nè, đây thì nó khí ha, xung quanh tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội đó, quá đông quá vui đó, rồi hình ảnh âm thanh vẫn còn rõ ha quý chị. Rồi giờ nó lên cái lối trên đây ha, lối trên đây ghi hình cho cả nhà mình xem nè, đó, không khí đó, mấy anh rinh vô đó, quá vui luôn, quá vui quá vui đó, rinh bàn ghế vô sẵn hết nè, quý anh chị thấy không, sẵn sàng ha cho một kỳ đại lễ hội Yến Dương Kỳ Cung năm nay, chắc lên luôn, đúng rồi đúng rồi đó, rồi bỏ lên đó, dây điện với đèn là vô hết rồi anh chị, điện đèn đó, không khí xung quanh quá vui luôn, quá vui quá vui đó, anh chị thấy không, khung cảnh tòa thánh Tây Ninh ha. Ồ trong chỗ này vui quá, quá vui quý anh chị, vô trong luôn à. Vui ha, ở trong cũng sơn phết này nọ quý anh chị, sơn phết này nọ lại ha, trong chỗ Phật mẫu đó, quá vui luôn, quá vui quá vui. Tây Ninh mùa lễ hội đó quý anh chị, không khí chuẩn bị từ 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 ha, đó, sắp tới nữa là đẹp hơn nữa đó, sơ thôi cho cô chú anh chị mình xem đó, sắp tới nhà sẽ quay kỹ hơn ha, đó, không khí xung quanh đó, quá vui luôn, quá vui quá vui đó, công sức phải vai ngang người đó, cô chú anh chị thấy không, đủ bộ phận hết trơn hết trọi á, không khí xung quanh, xung quanh đây ha, rồi đi tiếp với anh chị ơi, đi tiếp đi tiếp, quay cho cả nhà mình xem, hello hello hello, rồi giờ nhớ đi dài dài ra phía ngoài ha, dài ra phía ngoài, đó quý anh chị thấy vui không? Ồ, dàn âm thanh với lại là quạt rồi điện, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn quý anh chị. Đó, trên đây nè, đó. Đó, những cái chậu hoa ha, hôm nay lên đèn đẹp quá. Ồ cái này mà tối á, tối khung cảnh tối mà xem này là sướng lắm quý anh chị. Đó, không khí xung quanh. Vài bữa nữa là đem cái khung sắt để cách điệu bông hoa cảnh ở ngoài đây rồi các chú bác, ngoài đây nè, vài bữa nữa là có ha, để nhớ đi dài dài ra đường ghi hình cho cả nhà mình xem, đây nè, từ ngoài nhìn vô ha, từ ngoài nhìn vô xem nó như thế nào ra làm sao rồi anh chị. Đó, khung cảnh, khung cảnh đây là nhìn ngược lại hội Yến Diêu Trịch Cung đó, hội Yến Diêu Trịch Cung cổng ha, quá đẹp, quá đẹp luôn quý anh chị ơi, nhớ đi lòng vòng đi hình cả nhà mình xem ha. Đó, vài bữa nữa là ở đây có nè,
Vài bữa nữa là ở đây sẽ có cái khung sắt để bông hoa ha, kính mừng đại lễ hội yến Diêu Trì Cung. Đó, giờ là chưa có quý anh chị. Còn trong vườn hoa giờ nó cũng đẹp lắm á nè. Mấy anh mấy gì cắt tỉa quá đẹp luôn, sạch sẽ. Đó, nhớ chiêm ngưỡng cái khu vực này ha, đẹp lắm. Đây hoa lan trắng luôn. Đó, khung cảnh xung quanh tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội quá đẹp. Đó, dẫn cô chú anh chị ha cùng đi một vòng tham quan. Đó, quá đẹp quý anh chị. Tại vườn hoa ở trên cao á, như có góc nhìn flycam xuống là phải nói là tuyệt vời luôn á. Mời anh chị đi vước lướt ha, lướt một vòng. Đó, ngày hôm nay mới có dịp. Đó, dẫn anh chị đi quá đẹp luôn, khung cảnh quanh tòa thánh. Đây là trong Bá Huệ Viên, Bá Huệ Viên đó quý anh chị. Quá đẹp, quá vui. Quý anh chị ngắm bông hoa xung quanh đây ha. Đó, quá đã, quá đẹp luôn. Đó, bông hoa xung quanh đây ha, cũng còn rõ ha. Đó, nhớ sợ âm thanh nó không rõ quý anh chị. Quá đã, quá đẹp luôn. Rồi giờ đi tiếp, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ồ, đây có cây me đẹp ghê luôn nè. Đó, cây me làm kiểu nó nghệ nhân làm quý anh chị, quá đẹp luôn. Cái me mà che bóng mát được thì mới thấy ha. Rồi mời quý anh chị cùng đi với nhã. Hình ảnh âm thanh nãy giờ ok không quý anh chị? Ở cảnh xung quanh Bá Huệ Viên ha, ở tòa thánh Tây Ninh. Rồi giờ nhã ra lấy xe chạy lòng vòng tiếp. Ồ, đây có nước nè, chỗ chứa nước nè, mát mẻ ha. Đó, còn cái cây này là dạng lá thuộc bài ngày xưa nè quý anh chị, phải không ta? Đúng rồi nè. Ồ, mà cây kiển đẹp ghê không, quá đẹp. Đúng rồi, lá thuộc bài ngày xưa nè, mấy đứa nít hay chơi á, giờ nó đẹp ghê ha. Đó, rồi giờ nó sẽ đi dài dài ra ghi hình cả nhà mình xem tiếp. Đó, khung cảnh xung quanh đây nắng quá ha, hơi bị nắng, hơi nắng. Đó, quá đẹp cô chú bác, khung cảnh xung quanh. Đó, từ ở phía ngoài á mình nhìn vô là đẹp lắm. Đó, để qua đây ha, thấy cái chữ Hội Yến Diêu Trì Cung cho nó rõ. Ồ, đây có họ đạo ở xã nào lên nữa nè quý anh chị? Họ đạo xã Tân Thành. Đây nè, có họ đạo xã Tân Thành lên nữa ha. Đó, như trước hộ pháp đường đậu xe luôn nè, vui ghê luôn. Đó, khung cảnh tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội ha, quá đông quá vui. Nhiều họ đạo xuống phụ quý anh chị. Đó, còn góc này nè, góc này là cực kỳ đẹp, ngắm hội yến Diêu Trì Cung là cực kỳ ha. Đó, quá đẹp luôn quý anh chị. Đó, rồi đấy, nhớ qua nhớ nói với anh bạn. Đó, khung cảnh nè xung quanh ha, Tây Ninh mùa hội yến Diêu Trì Cung. Đó, chiều nay có tập Phụng với lại con Quy nha. Cúng rồi hả? Đi cúng hả? 6 rưỡi mới tập. Không, hôm qua mấy người đó nói sớm á, 6 rưỡi chiều á hả? À, đó, khung cảnh xung quanh quý anh chị, khung cảnh xung quanh ha. Đó, khung cảnh xung quanh tòa thánh Tây Ninh mùa lễ hội. Đó, quý anh chị để chiều nay ha, con có tập thì nhã ghi hình cho quý anh chị mình xem ha. Đó, cái không khí tập
múa rồng nhen, rồng phun lửa, cũng như là lăng phụng ở Tây Ninh nó như thế nào ra làm sao ha. Hôm ngày hôm qua hỏi mấy người lớn thì họ nói là 4-5 giờ là tập trung mấy nhỏ lại, tập cho nó quen á, thì tập vòng vòng sân đó ha, chứ không phải là ở trước đó. Quý anh chị đó là khung cảnh nè, cò Thánh Tây Ninh. Rồi mấy cày chạy tới nữa, dọn dẹp tiếp khung cảnh đó quý anh chị đó. Rồi anh giờ nhớ đi vô trong ha, lấy xe máy chạy xe tiếp đi. Rồi giọt nha, đi qua lấy xe quý anh chị. Dạ. Tiếp tới tới luôn mà. Đó. Rồi nhảy vô ngay chỗ cổng Hội Yến nè quý anh chị. Rồi xong, vô lấy xe máy dẫn cô chú anh chị đi lòng vòng tiếp ha. Đó, xem không khí quanh tòa Thánh Tây Ninh. Giờ có lẽ là sẽ chạy xe. Chạy xe. Đó, ra cái mé chợ Long Hoa. Đó. Đi tiếp quý anh chị. Đi tiếp ha, tiếp cho quý anh chị xem không khí trong đây. Trong đây đang chuẩn bị nè quý anh chị, rất là vui luôn ha. Tây Ninh mùa lễ hội, Hội Yến Diêu Kỳ Cung đó, vui ghê không. Rồi giờ nhớ lấy xe máy nha, mời quý anh chị cùng đi với nhà ha. Tới tới luôn, xe máy đi tiếp quý anh chị. Bây giờ trời hơi nắng ha, cố gắng quay cho cô chú anh chị gần xa xem. Đây đi tiếp thôi. Đi tiếp. Rồi cô chú anh chị chờ nhớ tí xíu cắt máy nha. Đó. Mời cô chú anh chị đi tiếp với nhà. Có lẽ bây giờ mình sẽ chạy qua cái chỗ mà tập múa rồng nhen chiều nay á, mình chạy lướt sơ coi có gì mới không. Đó. Rồi. Oh. Oh, nó bị tắt wifi quý anh chị ơi, giờ nhớ bật lên cái ha. Đang bật mà ta. Đang bật wifi mà. Để cho chỉnh máy cái nha quý anh chị. Ok. Đó. Rồi cô chú anh chị thông cảm ha, có mình nè. Giờ mời cô chú anh chị đi tiếp nha. Đi tiếp. Xem cảnh chỗ khác ha, ở tòa Thánh Tây Ninh. Rồi mời cô chú anh chị cùng đi tiếp nè. Đó. Giờ mình chạy qua cái chỗ trai đường. Trai đường rồi chỗ múa rồng nhen cái ha. Đó. Ok. Đi tiếp thôi. Ok. Mời cô chú anh chị cùng đi với nhã nha. Đó, quẹo xe lại. Rồi vòng lại. Cùng đi với nhã luôn. Quanh tòa Thánh Tây Ninh. Mùa Hội Yến Diêu Kỳ Cung ha. Tiếp quý anh chị ơi, mỗi chỗ mình đi chút ha, giờ nha sẽ chạy ngang cái chỗ mà trai đường đây, chỗ ăn chay ha, cái nơi mà có không gian bếp phục vụ một lần là cho
phải nói vài chục ngàn du khách trong mấy cái ngày diễn ra đại lễ quý anh chị, là được ăn cơm miễn phí nha, ăn cơm miễn phí ở xung quanh đây. Để coi có mấy anh mấy chú đã chuẩn bị cái gì rồi ha, dọn lên chưa, như thế nào, ra làm sao. Rồi, góc này nè quý anh chị, dựng thêm một cái gian nhà nữa nè. Đó. Tại vì cái lượng khách mấy ngày đó là đông lắm quý anh chị. Ở đây nhớ thấy có mít, có lặt vặt rồi đó, không khí xung quanh ha, rồi nước, nước uống miễn phí, có lặt vặt rồi quý anh chị. Chạy qua một cái nữa đi cho cô chú anh chị thấy nó rõ ràng hơn. Tòa Thánh Tây Ninh mùa lễ hội Yến Diêu Trì Cung ha, 2023 luôn. Đó, quý anh chị thấy không, khung cảnh quanh đây. Đó, đây chỗ trai đường, trai đường rồi dưới đây nè quý anh chị. Ngay đây là sở mộc, là cái chỗ chứa bàn ghế vài nữa đem ra đó. Đó, nhưng nhìn thấy là hầu như là xong rồi ha, nhưng mà có lẽ là người ta sẽ làm theo trình tự. Đó, ở ngoài kia trống chỗ thì đem ra, chứ bây giờ đem ra sớm thì để lâu nó cũng không hay. Cảnh xung quanh nè quý anh chị, xung quanh Tòa Thánh Tây Ninh mùa lễ hội luôn ha. Đó. Rồi tới đây có lẽ là nhà sẽ qua cái chỗ nhà của bà Tiên Cũ Vị Tiên Nương, rồi gọi là Cũ Vị Tiên Nương của chú bác. Ở đây nè, xe cổ tiên. Đó. Đây nè, đó, xe ha, xong rồi. Anh chị thấy không, khung cảnh đây có xe xong rồi. Đó, có cái dàn mẫu không quý chị, vài bên nữa ha là sẽ xong luôn. Đây. Ok, nhớ xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nhiều nha, nhớ chúc cô chú anh chị và các bạn khỏe và nhiều niềm vui trong công việc cũng như là cuộc sống mình ha. Video đến đây có lẽ nhà sẽ tạm khép lại. Mời cô chú anh chị cùng xem những cái video tiếp theo ha. Có lẽ chiều nay là sẽ có chương trình tập múa ngay chỗ khu vực múa Rồng Nhan đó quý anh chị. Đó. Sẽ có tập ha. Rồi, kết thúc video ở đây đi. Để nhà quay có cái gì hay nữa chia sẻ với cô chú anh chị gần xa ha, xem cho nó đỡ nhớ cái không khí ở Tây Ninh vào mùa đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung đông vui như thế nào, ra làm sao luôn. Rồi, bye bye luôn. Mình sẽ kết thúc máy đây nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú anh chị hết ha. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye. Rồi, nhớ bye bye nha. Quá đã quý anh chị ơi. Không khí xung quanh Tây Ninh mùa lễ hội luôn. Bye bye. Chiều nay mấy giờ tập? Nghe nói là 5-6 giờ đó Linh ơi. Nhưng mà cũng chưa biết chương trình thế nào ha. Để chiều nay nhớ vô Tòa Thánh Tây Ninh lóng ngóng thử coi. Rồi bye bye nha. Chúc mọi người khỏe và nhìn vui trong công việc cũng như cuộc sống mình ha.